em đây nè. Rồi đó ơi. Thấy được cái tay em không? Thấy không? Nhóm là gì mới thấy. Thấy chưa? Thank you.
ngoài sau là sẽ có lớp 2 dây và 3 dây để một dây biên độ cái kiểm soát được cho mà đang người đang nói chuyện. Thank you.